Ngọc Anh chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ nhé! Nam thanh niên trèo tường trốn khỏi khu cách ly để ra ngoài vì thèm thuốc lá. Đang ở trong khu cách ly thì thèm thuốc lá, T đã trèo tường rào trốn ra ngoài mua thuốc, sự việc được cơ quan chức năng phát hiện. Sáng ngày 16 tháng 8, ông Tạ Thanh Hảo, Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, xã này vừa có quyết định xử phạt một nam thanh niên 7,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về cách ly y tế phòng dịch. Theo đó, anh CVT, sinh năm 1998, trú ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, đã được đưa đi cách ly y tế dịch COVID-19 tại trường mầm non Diễn Lâm 1. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7, anh T thấy thèm thuốc nên đã nhảy tường rào trốn khỏi khu cách ly đi mua thuốc lá. Sự việc sau đó được lực lượng chức năng tại khu cách ly phát hiện và lập biên bản, ra quyết định xử phạt. Được biết, trên địa bàn xã Diễn Lâm hiện đang có khoảng 300 người thực hiện cách ly tập trung. Đa số các công dân này đều trở về từ các tỉnh phía Nam để tránh dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, tính đến sáng ngày 16 tháng 8, tỉnh này ghi nhận 523 ca mắc COVID-19, trong đó có một ổ dịch mới phát hiện tại chợ đầu mối Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại ổ dịch này, cơ quan chức năng đã phát hiện 9 ca nhiễm. Cơ quan chức năng cũng đã truy vết được gần 1.900 người có liên quan từng đến chợ đầu mối Vinh. Hiện lực lượng chức năng đang tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để khoanh vùng dịch. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!